rồi rồi Vĩnh Ba đây anh, rồi anh bầu Vĩnh Ba, Vĩnh Ba nghe. Ờ rồi đếm 1 2 3. Rồi đứng đi, đứng đi, đứng đi Vĩnh Ba nè. À đúng rồi, ngồi cũng được, cứ ngồi ngồi, ông ngồi đi. À, rồi anh Hồ ngồi luôn. Rồi Vĩnh Ba. Chưa tới mà. Bắt đầu. 2 3. Rồi quẹo anh kia mua đồ cái nữa. Quẹo quanh vòng coi, còn kéo xe đi. Mua gọi chân rồi mẹ. Hồi nãy mua gọi mà con, mua anh cây rồi mà. Rồi thôi đi nha. Một bịch thôi, một bịch thôi. Rồi đẩy đi. Chúng mẹ. Anh Hồ nữa được chơi đó các bạn ơi. Lặng lặng đồ chơi đó các bạn ơi. À, đang ngắm đồ chơi nữa các bạn thấy chưa? Qua cái đó là cái gì vậy? Chúng mẹ. Cái đó cái đồ bấm game. Pokemon là làm gì con? Cái này là làm cái gì? Đâu, bắt coi coi. Pokemon đâu, quay lại em. Ồ, tôi muốn bóc hả? Dữ vậy, mua nhiều vậy? Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, bà Hồ ơi. Đây kia còn có gì nữa không? Cái đây là đồ của người lớn. Đồ của em bé nè, ủa không mua cho em Su hả? Dạ, có mua. Em Su mua gì? Phải không? Chứ không phải mua búp bê hả? Mua gấu bông hả? Cái đó nhà có rồi nha, con nó có rồi nha, con nó nhà mua rồi nha. Mua tả cho em đi. Em xài tả nào đây? Rồi thôi được, tả được đây. Rồi đi con. Trời tả nó bự lắm. Tả đó em còn nhỏ xíu à. Em chưa có xài tả đó đâu. Không hút rồi không luôn không. Rồi thôi đi sửa đây.
em đâu uống sữa đó đâu, ở nhà em uống sữa nào? Con kiếm đây. Không phải sữa đó đâu. Có lớp baby đâu? Tìm coi có lớp baby. Là sữa nhà em uống á, là phải sữa đó. Chơi kêu mua hộp sữa đi để có đồ chơi các bạn. Các bạn thấy thế nào các bạn? Trời ơi, đồ chơi gì ta? Ôi, con gánh luôn hả? Mua đã gì ta? Đúng rồi, bắt buộc nguyên này luôn, có con xe nè. Để xuống ngon cái cao lên ngã bây giờ. Trời ơi, kinh quá gì. Rồi cảm ơn nha. Rồi con ngồi có tiền không? Múc tiền cho trả luôn đi. Hả? Ủa vậy con đang mua đồ nhiều quá là tiền đâu trả? Bà đâu có đem tiền theo đâu. Đi con, đi ra đây.